Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm nếu chậm giải quyết các hồ sơ về cấp sổ đỏ, thanh kiểm tra vi phạm trong việc tách thửa, phân lô bán nền, làm phá vỡ quy hoạch, sửa đổi bãi bỏ các thủ tục không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai. Làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, người dân có trách nhiệm nếu chậm giải quyết các hồ sơ đã tiếp nhận. Đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạt, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy phép chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai.